Vâng, thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm sáng nay thì bão số 13 đã ăn sát và sắp đổ bộ vào đất liền, gây ra mưa to gió lớn cho các tỉnh ven biển miền Trung và đặc biệt là tại Quảng Trị. Và tại địa phương này thì các phương án phòng chống bão lũ, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đã được triển khai từ ngày hôm qua. Hiện thì phóng viên Trung Kiên và ekip của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đang có mặt tại tâm bão để thông tin chi tiết, và ngay sau đây chúng tôi mong muốn được kết nối với anh Trung Kiên ạ. Xin mời anh Trung Kiên. Vâng, mời anh Trung Kiên ạ. Xin chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại cửa Việt của tỉnh Quảng Trị. Và lúc này khi cơn bão số 13 áp sát vào bờ thì tình hình diễn biến thời tiết đang trở nên xấu hơn. Những cơn sóng biển đã cao từ 2 đến 3 mét và bầu trời đang khá là mù. Trong suốt từ đêm qua đến sáng nay thì tại tỉnh Quảng Trị đã có mưa rất lớn, những cơn mưa kèm theo gió giật từ cấp 7 đến cấp 9 và đã khiến cho toàn bộ khu vực ở cửa Việt đã bị mất điện. Trong sáng ngày hôm nay thì công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vẫn đang được tiến hành, và lúc này thì tình hình thời tiết tiếp tục có sự chuyển biến xấu hơn và khi mà bão số 13 áp sát vào bờ. Theo thống kê của chúng tôi thì khu vực tỉnh Quảng Trị đã sơ tán được 35.000 người dân đến nơi an toàn, 2.300 tàu cá vào khu neo đậu tránh trú bão tại khu vực cửa Tùng, Nam cửa Việt, Bắc cửa Việt. Và lúc này như quý vị đã thấy trên màn hình, đó là hai tàu Hoàng Tuấn 68 và Thanh Thành Đạt 68 đã bị mắc cạn tại khu vực cửa biển suốt từ cơn bão số 6. Đây là tình huống hết sức là nguy hiểm. Mặc dù trên tàu không còn thuyền viên nào cả, nhưng khu vực tàu đang bị mắc cạn ở ngay khu vực cửa Việt. Và nếu trong điều kiện tình trạng mưa to và gió lớn, tàu có thể bị lật hoặc bị trôi, thì lúc này thì cơ quan chức năng đã tiến hành gia cố và buộc giữ chắc con tàu này để không trôi giạt ra biển gây nguy hiểm. Thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thì để ứng phó với bão số 13 thì đã có 2 người dân gặp nạn. Đó là gia đình ở huyện Gio Linh. Một người đã bị gãy xương bả vai và một người đã bị chấn thương ở vùng mặt khi mà đang tiến hành chằng chống mái nhà. Đó là điều hết sức là đáng tiếc. Tuy nhiên đây là công việc cần thiết của mỗi gia đình trước khi mỗi cơn bão đổ bộ vào khu vực của tỉnh Quảng Trị. Vào lúc này thì các hàng quán ở khu vực cửa Việt đã được neo buộc khá là chắc chắn. Tuy nhiên thì những cơn sóng lớn và gió mạnh có thể làm khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có thể bị mất tung bất cứ lúc nào. Và theo cập nhật của chúng tôi thì đến thời điểm này thì lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt từ hơn 100 ly rồi. Và theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì với diễn biến mưa hết sức là cực đoan từ cơn bão số 13 thì có thể gây ngập lụt và chia cắt ở khu vực của tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt là tình trạng sạt lở đất rất nguy hiểm ở các huyện miền núi như Đắk Rông hay là huyện Hướng Hóa. Như chúng ta đã từng biết là các vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra trong suốt thời gian vừa qua, nên với cơn mưa lớn từ bão số 13 lần này thì điều gì có thể xảy ra, đặc biệt là những khu vực đã từng xảy ra sạt lở gây thiệt hại rất nặng nề về người. Trong khi đó tại khu vực các huyện ven biển như là Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộc hay là thành phố thị xã Quảng Trị thì đều có thể là bị ngập lụt và chia cắt kéo dài. Như chúng tôi đã từng phản ánh thì ở khu vực huyện Hải Lăng tình trạng ngập úng cũng rất là nghiêm trọng, và đặc biệt là khi mà trải qua trận lũ lịch sử suốt thời gian qua và thêm một cơn bão và gây mưa lớn lần này nữa thì điều gì cái tình trạng ngập lụt có thể quay trở lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trong suốt đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có đến 52 người chết và mất tích. Đây là những thiệt hại vô cùng to lớn về người, và do vậy thì công tác phòng chống cơn bão số 13 lần này được tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về tình hình thời tiết, thiệt hại cũng như công tác khắc phục sự cố của bão số 13 tại tỉnh Quảng Trị trong bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trung Kiên cùng với ekip của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đang tác nghiệp tại Quảng Trị. Và thưa quý vị, những thông tin mới nhất cập nhật về diễn biến của cơn bão số 13 đang áp sát các tỉnh miền Trung sẽ được tôi liên tục gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin nhanh được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.